Trả lời cho 5 câu hỏi được quan tâm nhiều nhất về việc chép kinh Địa Tạng tại chùa Địa Tạng Phi Lai, Hà Nam. Bạch Thầy, con được biết chùa Địa Tạng Phi Lai phát động Phật tử chép kinh Địa Tạng từ dịp Vu Lan năm 2018. Đến nay sau gần 2 năm, số lượng Phật tử trong và ngoài nước hưởng ứng vô cùng đông đảo. Lượng kinh chép tay gửi về chùa cũng đã lên tới hơn 5 vạn quyển. Tuy nhiên, con thấy nhiều người chưa hiểu hết được lý do chép kinh để làm gì và cần phải chép như thế nào cho hợp lý. Kính mong Thầy giải đáp. Tại các dịp Vu Lan hay các chương trình lễ Tết đầu năm, Thầy đều có nói chép kinh để hiểu kinh, xem Phật dạy chúng ta điều gì. Chúng ta không nên đi quá xa, để rồi hình thức chép kinh lại trở thành một hình thức mê tín. Vừa rồi, có những người họ trích máu để chép kinh, vậy công đức có nhiều không? Công đức cũng bằng những người dùng mực chép mà thôi. Có nhiều Phật tử về, xiển dương nhau rằng trước khi chép kinh phải tắm rửa, xịt nước thơm, ngồi trước bàn thờ trang nghiêm vân vân. Thầy không hề dạy điều đó. Thầy dạy rằng, rảnh rỗi lúc nào thì mở sách chép kinh, chép để tay viết, mồm nhẩm, đầu nghĩ, tam nghiệp đồng thanh tịnh, để xem Phật dạy ta điều gì. Chúng ta chép kinh không vì công đức, mà vì để hiểu lời Phật dạy mà thôi. Thưa Thầy, khi chép xong, cuối quyển kinh còn thừa giấy trắng, mình nên làm gì ạ? Nên chép ít nhất mấy quyển kinh Địa Tạng và có được chép thêm các kinh khác không? Phần giấy còn thừa, mình có thể chép danh hiệu của Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương hoặc danh hiệu Đức Bổn Sư, Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Phật A Di Đà. Chép kinh Địa Tạng mà phát nguyện đủ rồi, quý vị có thể chép kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, kinh Diệt Sư, kinh Di Đà đều có thể gửi về đây. Nhưng quan trọng, quý vị chép được ít nhất 3 quyển kinh Địa Tạng rồi mới chép các kinh khác. Khuyến khích các vị vì thân quyến của mình, vì cửu huyền thất tổ của mình mà đặt bút chép kinh. Trước khi chép, có thể chắp tay khẩn thầm, mời gia tiên tiền tổ cùng về chép với mình. Thưa Thầy, những quyển kinh chép tay có giá trị gì và được sử dụng như thế nào tại chùa ạ? Một quyển kinh chép tay được Thầy ví von có giá trị như 100 triệu tiền xây dựng. Như vậy, chúng ta đời này dù sinh vào cảnh nghèo khó vẫn có cơ hội để công đức xây chùa bằng hình thức chép kinh. Trong công đức ở chùa thì hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người khác làm, mình vui mừng theo thì công đức đều như nhau. Vậy, mình có thể khuyến khích mọi người quanh mình cùng chép kinh, khuyến khích con cháu, bạn bè đồng chép kinh. Có nhiều người không hiểu, lại bảo rằng chép để thầy chôn xuống dưới chân tượng. Không phải như thế, dùng từ đúng hơn là đưa vào trong kim thân của Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương. Thầy có dự định xây tôn tượng của Ngài cao 21 mét ở đỉnh núi tại chùa, nhưng là trong một tương lai và hành trình dài phía trước, chứ không phải ngay bây giờ. Ngoài ra, kinh sẽ được sử dụng đặt trong các lầu tháp và nhiều nơi khác tại chùa. Bạch Thầy, thời hạn chùa Địa Tạng Phi Lai nhận kinh chép tay của Phật tử gửi về là đến bao giờ ạ? Ban đầu, Thầy định dừng lại ở việc nhận 10.000 quyển, nhưng mọi người chép gửi về vượt con số này. Thấy được nhiều người sau khi chép, thấy được sự lợi lạc khi hiểu được lời Phật dạy, nên Thầy đã phát nguyện rằng Thầy thọ nhận kinh cho đến khi Thầy ngừng hơi thở. Bạch Thầy, nhiều người nghĩ mình chữ xấu nên ngại không dám chép, hoặc khi chép sai, sợ gạch xóa nhiều, lại phải chép lại. Thầy nghĩ sao về việc này ạ? Như Thầy đã nói, mục đích của chép kinh là để hiểu kinh và vận dụng vào trong cuộc sống để lợi lạc cho chính bản thân và gia đình mình. Vậy nên, không quan trọng chữ xấu hay đẹp, chữ viết sai nhầm, có thể gạch đi, viết lại, hoặc dùng bút xóa đều chấp nhận được. Quý vị cũng không cần chép phần chú thích cuối trang. Khi phát tâm, phát nguyện chép kinh,
tự điều đó để nở hoa sen trong lòng, dâng kính Phật và thơm cho chính hồn mình. Đẹp hơn nữa, công đức vô lượng hơn nữa khi mình chia sẻ, truyền cảm hứng để người thân, bạn bè, cộng đồng xung quanh cũng chép kinh. Ta sẽ có cả một biển sen đẹp giữa nhân gian tịnh độ. Kinh chép tay, quý vị có thể trực tiếp mang về chùa cúng Phật hoặc gửi bưu điện về chùa Địa Tạng Phi Lai, tên cũ là chùa Đùng, thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bên ngoài đề rõ, kinh Địa Tạng bổn nguyện chép tay cúng dường chư Phật. Nguyện cho con đi mãi, không đứng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên, tâm đồng tâm chư Phật. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bổn Sa Mâu Ni So Ha.